Cậu đi theo tớ nè, lẹ lên. Rồi làm gì nữa cậu? Cậu mua cây búa đi, mua xong đi theo tớ. Đợi tớ với. Làm gì ở đây á cậu? Gũ cậu ra đây đánh lộn đó. Ừ, đánh lộn là đánh sao á? Là đánh nhau đó cậu. Là đánh vậy đó hả? Ôi là trời, cậu cho ăn gian đánh tới trước nha. Chơi cậu luôn nè. Ừ, đánh đó, liêu liêu. Này thì liêu liêu tới nè, liêu liêu, liêu liêu. Tớ cũng chơi luôn, đánh nhau với cậu luôn đó. Này, này thì đánh tớ nè. Thôi mệt quá rồi cậu ơi, nghỉ đi. Cậu nhìn hai cái đầu to không cậu? Ừ, to quá luôn á. Ừ, nhìn hai cái đầu đẹp thật. Mà cậu nè, tớ có chuyện muốn nói. Sao á cậu? Cậu cho tớ cơ hội được làm người yêu cậu nha. Nếu mà cho cậu một cơ hội á, cậu ăn hiếp tớ sao? Cậu ưa ăn hiếp tớ quá mà. Không có đâu, có người yêu rồi tớ ngoan lại mà. Thiệt không đó nha? Thiệt mà, cậu đồng ý nha. Vậy thì đồng ý. Yêu cậu quá luôn. Em hết bận công việc nhà chưa mày? Dạ rồi, giờ em rảnh rồi nè. Anh thấy em nhắn tin cho anh á, kêu vào chơi cái anh vào liền luôn đó. Với lại mấy hôm nay anh đồng chơi với mấy đứa em của anh không à? Ừ, thì anh chơi với mấy đứa em cũng vui mà. Thôi, chơi với người yêu vui hơn à, chơi với mấy đứa em nó chán lắm. Ừ trời, có vụ đó nữa sao ta? Hay lại đang nói ngọt tôi đó? Ngọt đâu, bớt nói chuyện chua chát muốn chết luôn nè. Được rồi, em biết là anh chơi với em vui được chưa? Mình đi theo hai nha em. Cũng được á. Ôi, mà anh quên nữa em ơi. Em gái anh đang đợi ngoài sảnh, nó rủ anh chơi lúc nãy á. Ôi là trời, anh để nhỏ ngoài đợi, tội nhỏ. Anh mời vào nhanh đi. Sao anh làm gì mà lâu thế? Em đợi nãy giờ luôn á. Xin lỗi em nha, tại anh có việc một tí. À, không sao đâu anh. Ủa mà ai đây anh? Người yêu anh đấy em. Anh tao giờ có người yêu luôn ta. Dạ, anh chào chị ạ. À. Chị chào em nha. Em là anh em sao với anh Boss á? Em là anh em cùng cha khóc của nội anh Boss á chị. Ủa, là anh em sao á? Chị không hiểu. Em đùa thôi chị, em là em cách nghĩa của anh Boss á. À, cha là như vậy à. Mà anh, em sẵn mời ông anh em vào chơi được không anh? Tại ông nói nếu chơi thì mời ông với.